Hello, đại gia đình đã đến với kênh Triệu Đô Victoria Vlog Sweden Việt Nam của tụi em. Hôm nay em thèm sầu riêng quá cả nhà ơi. Sẵn ghé qua tiệm Tàu thì điện em mua được trái sầu riêng nè. Wow, trái này nặng cũng 3 ký mấy, gần 4 ký cả nhà. 3 ký mấy à. Đó, giờ sẵn mua mấy cái mít sấy, khoai môn sấy. Cái khoai môn sấy em rất là thích. Nhưng mà ở bên đây không có tươi thì mình ăn đồ khô đỡ đi ha. Đây, cái em chuẩn bị cái bao tay đây. Để em khui sầu riêng ra nha cho cả nhà. Từ từ thông báo cái nhà sẽ sau khi mình đây nhiêu tiền trước. À, cái sầu riêng bên đây 1 ký bán em đến 100 mấy, là 150, 150 là khoảng wow, gần 400.000 tiền Việt Nam á cả nhà. Mà cái trái này Một là ký 400.000 tiền Việt Nam. Vậy trái này chịu mấy hả? đúng rồi, trái này là em mua khoảng 500, tiền thì điểm là 50 đô á, 50 đô là khoảng 1 triệu, 50 đô là khoảng 1,3 triệu ha, Trời ơi, cả triệu nhà hai, ơi, bỏ 1,3 triệu. ăn kiểu như vậy chắc em phá sản mất cả nhà ơi. Rồi, lâu lâu mới Bao nhiêu ăn tiền lần cho nha, đủ cho bả trời. lâu lâu mới ăn lần nha cả nhà, chứ ăn hoài là nghèo quá. Ai mốt Chịu về Việt cơ. Nam kiếm cái vườn sầu riêng mua cho em thao em ăn ha. Trời ơi, có gì sầu Ok riêng chứ ăn chưa? đã luôn. Nói chứ không có thì mình thèm, chứ mốt có gì sầu riêng không chừng mình ngán đó, đúng không cả nhà? Giống như người ta nói nhà mình bán cái gì mình ngán cái món đó. Cái trái này không biết có ngon không nữa, mà bà chủ tiệm nó ngon thì dĩ nhiên ai bán ta cũng nói ngon. Để Rồi chứ vậy. bên đây mình coi nhiều người á nó bán có cái nhà với vườn cây mấy cái vườn sầu riêng nhìn thấy ham luôn á, Giờ không biết phải khi nào cũng có tiền mua vườn sầu riêng nữa. để khi nào trúng số đi ha, để khi nào mà đại gia đình bà con cô bác thương tình á, like nhiều nhiều vô, xem nhiều nhiều vô cho triệu đô của em kiếm được triệu đô như như cái tên mong đợi. Tưởng em nói là bà con cô bác có thương tình cho em có vườn sầu riêng chứ. Thôi kệ, giờ ai có vườn sầu riêng cho em thì cái gì em cũng lấy hết trơn, của cho là của lo đó nha. Của Dạ, biết lo là có của khui sầu nợ riêng không á, nè? ai biết khui đại hên xui thôi. Tại từ đó là biết ăn không biết khui hả? Đó, móc móc nó từ từ thì khui từ từ nó cũng ra thôi, đúng không cả nhà? Mình thay muối nè, cái muối đây nè. Đó, theo cái đường á, cái đường gạch của nó. Rồi để em từ từ khui đi, để em coi em kiểm tra hàng củi lửa của em hôm nay mua cái gì vậy trời. Bà mua mít nè, bà ship mít sấy nè, rồi này cái gì nữa, Sao xe khoai môn sấy ngon, khoai còn môn hai bịch à, sấy, hai bịch khoai hai môn bịch cuối sấy. cùng á, Ở hai đây đi, môn đây sấy chuối hả hay đây tổng hợp chuối hả? khoai khoai lang này kia đó. Và cái bao này là bao tổng hợp hả, cái này mix nha, Cái đó có bà chủ cho đó, cho thêm á, tại thấy mix nha. thấy nhiều nhiều quá, thấy em tội Thấy nghiệp em quá. ủng hộ bảo cái sự rồi, bảo khoái rồi. Cho được một bịch Jackfruit. tổng hợp, bịch trái cây tổng hợp. Rồi từ từ khui đi ha. Anh đi ngủ chút xíu, lát nữa em khui xong kêu anh dậy, Lúc nó ok. khui xong rồi kêu dậy, nãy giờ mày mò với cái sầu riêng. Ăn sầu riêng cực quá cả nhà mình ơi, trời ơi trời. Sao làm thấy chết sầu riêng này sao? Có mấy muối rồi cả nhà ơi, Đáng đồng tiền không vậy? Không sầu đáng đồng riêng là tiền không này được, hả? không được, không phải là sầu riêng tươi nha, cái này là đông đá, nó tươi giờ này chưa có đâu, mùa hè mới có. Đó, giờ em khui ra đây nè. Ơi, sầu riêng này cũng là có chuyện hên xui đó nha ha. Giống như trong cuộc sống của mình vậy, có lúc hên có lúc xui, có lúc này lúc kia, xong có lúc thì người cũng có khúc, đúng không cả nhà? Ai cũng vậy, ai cũng có niềm vui nỗi buồn hết trơn hết á. À, chứ bên Thụy Điển mà mỗi lần có sầu riêng có để mà mua ăn là cũng vui rồi, nhiều khi không có nữa, hiếm lắm Thấy cả nhà thấy ơi. người ta ấy trái sầu riêng ra thấy thương, em ấy trái sầu riêng ra xong thấy tội nghiệp cái trái sầu riêng. Ý không phải hồi xưa em nói ở Việt Nam bán sầu riêng mà. Trời ơi. Lừa tình anh hả? Ủa vậy anh thích ăn sầu riêng hả? Anh thích À, vậy tưởng là em chuyên nghiệp bán sầu riêng mới mới cua em ấy chứ. đây nè, vậy là anh thích những cô gái bán sầu riêng đúng không? Em đây không có bán sầu riêng, em đây chỉ có Em bán chỉ có sầu riêng đó. em chỉ có ăn sầu riêng thôi, chứ em không có bán Em sầu chỉ có nhiều sầu riêng Việt. hay là cái gì, hay là người ta ưa ca bà vậy. Anh ơi, gì ai mua sầu riêng không, tôi bán sầu riêng chứ tôi không có bán Mấy tình muối yêu rồi từ nãy nha. giờ? Không được 6 muối rồi hả? Sao muối em móc coi còn đâu sót rồi, đây nè,
còn đang muối nè. Trời ơi, cái điều này bà làm kiểu này có cái tiệm bán sầu riêng nào dám mướn bà đi trời. À, thấy đấy. À, để cho thân cái gì mai đào liệu yếu đào tơ khu sầu riêng thấy tội nghiệp với trái sầu riêng với tội nghiệp em dễ sợ luôn. Rồi khuyên hết chưa? Còn đây nữa nè, còn muối này, còn muối cuối cùng cũng cùi. À, đó. Sao đó hả? Còn cái trái sầu riêng thấy thương. Còn nữa phải không? Không biết nữa. Để đây là phải không? Đây là chưa? À, còn đây nữa. Trời hơn quá mọi người, còn. Hay là dành đi, mà cho bọn nhân dân đi. Khui ra hết luôn cũng để dành được mà. Ở đây còn không? Chắc còn quá ha. Ngọc bao nhiêu cũng thèm ăn cái này lắm cả nhà ơi. Trời nó khoái ăn sầu riêng lắm nhưng mà dạo này hình như bị allergy, bị dị ứng rồi đó cả nhà. Nay sáng nó thấy trái sầu riêng cái đó muốn ôm sầu riêng bỏ nhà ra đi luôn đó. Em nói để em mốt và sinh nhật đi má mà tặng sầu riêng. Anh nói không, năm nay má mà tặng điện thoại rồi, tại vì năm nay con được 12 tuổi rồi. Mình hứa là đứa nào đủ 12 tuổi là tặng cái điện thoại. Nó thích điện thoại nào thì mua tặng cái điện thoại đó. À nhưng mà mình không có nói mua điện thoại nào đúng không? Mình mua cái điện thoại cùi bắp cho nó cũng được nữa. Không dám đâu, dễ giàu gì bà chịu, điện thoại cùi bắp chứ. Chắc cái này phải lấy dao bự khui quá, cứng quá kiểu không nổi. Thôi mình cắt phim ra chút xíu đi ha, để cả nhà chạy không khui lâu quá, khui xong mới tiếp nha.